Sám văn. Khi làm phước thì thiện tâm yếu ớt. Tuy lúc đầu muốn làm nhiều, sau lần lần giảm ít đi. Tâm đã không quyết chí, luôn để ngày tháng trôi qua, do dự mãi cho đến khi không còn nhớ đến hành thiện. Đủ biết lúc làm tội, tâm rất mãnh liệt, còn lúc làm phước thì ý chí bạc nhược yếu hèn. Nếu đem cái nhân làm phước yếu hèn ấy mà cầu thoát quả báo tạo ác dữ dội kia thì làm sao được? Giải thích. Có lúc chúng ta khởi niệm muốn làm chút việc tốt, nhưng do niệm thiện mỏng manh nên ý lành này nhanh chóng tiêu tan. Thí như muốn cứu giúp nạn khổ, lúc vừa nghe thì tâm muốn đóng góp, xong đến lúc cầm tài vật trong tay đem cho thì lại khởi tâm tiếc nên cho không được bao nhiêu. Mới đầu phát nguyện thấy hùng hổ vậy, nhưng chỉ là đầu voi đuôi chuột, lúc nói thì mạnh như sấm nổ rền vang, nhưng lúc làm thì như nước nhỏ giọt. Cứ do dự trù trừ mãi, rồi theo thời gian bèn đổi ý quên luôn. Hôm nay chúng ta muốn dùng chút nhân toan làm thiện tí tẹo đó để cầu quả báo thoát ly ba cõi ác, hoặc sinh về thế giới cực lạc, thì làm sao nguyện có thể thành? Nếu như có cơ hội làm việc lành thì nhất định phải hết sức trân quý, vì đấy chính là trồng phúc điền cho mình. Phương thuốc giải độc. Tại An Huy có một người tên Tưởng Tử Viên, có phương thuốc bí truyền giải độc thật tính rất hay và cực kỳ hiệu nghiệm. Những ai đến cầu trị, y đều đòi giá rất cao. Nếu như không đáp ứng đủ cho y thì y cứ ngồi nhìn, để mặc người bệnh trúng độc chết, chẳng chút động lòng. Một hôm y sang huyện kế bên hành nghề, nửa đêm bỗng dưng chết đi. Y báo mộng cho người chủ phòng trọ nói: "Tôi do tham tiền hành động sai lầm, để mặc chính mạng người chết. Bọn họ chết rồi dâng cáo trạng kiện, nên âm ty phán tôi chính đời đều bị uống nhầm thạch tính mà chết. Giờ tôi xin đem bí phương giải độc thạch tính này nói cho ông biết. Nếu như ông có thể dùng phương thuốc đó cứu một người thì tôi giảm được một đời thọ ác báo." Cuối cùng y nói: "Giờ tôi hối hận thì đã quá muộn." Câu chuyện này trích từ Nhân Quả Tuyển Tập do Uông Đạo Đỉnh đời Thanh viết. Trong bài ghi bí phương chỉ có một vị thuốc là phòng phong một lạng, đem nghiền nát thành bột, dùng nước hòa uống. Ngoài ra trong Dị Đàm Khả Tính Lục có ghi dùng nước lạnh hòa thạch cao cũng có thể giải độc thạch tính. Ha ha ha, 问什么的说